Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng về một hành vi mới xuất hiện, đó là giả mạo thương hiệu của các siêu thị điện máy để thu tiền sửa chữa, bảo hành thiết bị với giá cao. Một số trang web như là trung tâm điện tử nguyenkim.com có sử dụng cả logo của hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim để liên hệ với người tiêu dùng, tự xưng là trung tâm bảo hành của hãng điện máy này để lấy tiền sửa chữa giá cao. Nhưng qua xác minh thì không có liên quan gì đến doanh nghiệp này. Cục Cạnh tranh cũng khuyến cáo người tiêu dùng khi có nhu cầu bảo hành nên tham khảo thông tin từ các nguồn tin cậy và yêu cầu doanh nghiệp lập phiếu khi tiếp nhận sửa chữa, bảo hành. Trong trường hợp quyền lợi bị xâm phạm, người tiêu dùng có thể phản ánh khiếu nại tới Tổng đài hỗ trợ tư vấn người tiêu dùng qua số điện thoại 1800 6838.